Mình xin chào tất cả anh em thợ nhé. Nay mình tiếp nhận một con xe Blade 125. Xe này xe đời 2017. Thì con xe này thì thực chất thì mình cũng là bảo dưỡng thôi. Đấy. Vì khách hàng đi nói chung là nó cũng lâu rồi không bảo dưỡng. Thứ hai là tay ga rất là nặng. Thì như anh em đã biết đấy, cái dòng xe mà bây giờ hai dây ga thì nó chỉ được một thời gian đầu thôi. Còn sau này nó rất là nặng anh em nhé. Để anh em sửa xe thì chắc là anh em cũng thừa biết rồi. Đấy, rất là nặng. Thì mình cũng đã lên một cái video. Hôm ấy mình xử lý cái con xe. Đấy là con xe Noza. Đấy, con xe Noza. Cũng hai dây ga. Đấy thì mình cũng làm rồi. Đấy thì nó cũng rất nặng. Thì hôm mình xử lý rồi. Đấy, nhưng mà hôm ấy là gì? Khi mình cắt dây ga đi. Đấy thì mình chỉ cần chỉnh ở đây thì là được ngay. Đấy là độ căng dây ga là vừa ngay. Thế nhưng mà với những dòng xe Blade này thì mình cũng để ý rồi, là khi mình cắt dây ga ra, cắt một dây ra, cái dây hồi đấy, thì thường nó bị thừa rất là nhiều dây, cho nó rất là lỏng lẻo anh em nhé. Nó rất là lỏng lẻo như thế này, nó khoảng dơ rất là lớn. Đấy, gọi là độ dơ tay ga đấy, nó bị lớn quá. Đấy mà mình chỉnh ở đây hết rồi thì lại không được. Đấy thì mình phải làm như thế nào? Thì tiện hôm nay con xe bảo dưỡng thì khách hàng cũng để đây cũng chưa lấy ngay. Thì mà giờ nó đúng là cũng tối rồi, chắc là mai mình mới giao xe thôi. Đấy thì mình tiện mình quay lại cho anh em nhé. Thì con xe này anh em nhìn thấy là cái dây ga rất là nặng. Đấy, cực nặng luôn. Đấy, anh em sửa xe thì anh em không lạ gì cái dòng hai dây ga đi một thời gian sau rất là nặng. Đấy, cũng vì những cái lý do là đi nó nặng quá mà khách hàng đem đi bảo dưỡng. Đấy, mấy hai là khách hàng cũng lâu rồi chưa bảo dưỡng con xe. Đấy, cho nên là tiện là làm luôn một thể luôn. Đấy. Và cũng lưu ý mình là làm sao để cho cái tay ga để đi nó nhẹ, chứ không là con gái đi nó nặng quá không chịu được. Đấy, rất là vất vả. Thì mình tháo ra thì mình nhìn đến đây thì mình thấy là gì, anh em thợ trước cũng đã gì, đã đây mình quay thế này thì anh em mới nhìn thấy được, anh em thợ trước cũng đã cắt dây đi rồi. Đây anh em nhìn này, đây anh em thợ trước đã cắt cái dây đi rồi. Đây đấy, cắt đi rồi nhé anh em nhé. Nhưng mà anh em lại không rút cái dây này ra. Đây là anh em nhìn này, dây vẫn còn này. Đấy, có nghĩa là anh em chỉ cắt cái dây ga ra thôi. Đấy, nhưng mà anh em lại không rút cái lõi này ra. Đấy, đây là anh em nhìn cái lõi hay còn này. Đây này, mình kéo lên kéo xuống cho anh em xem này. Đấy, này. Đấy. Đấy, thò ra thụt vào nhá. Đây cái lõi dây đây. Anh em đấy, tụt nó tụt vào trong rồi. Đấy, anh em không rút cái lõi này ra. Dẫn đến tình trạng là gì? Cả một cái đường dây hồi nó vẫn bị ma sát ở trong cái dây ga này. Đấy, đâm là nó vẫn bị nặng anh em nhá. Thành ra vẫn bị nặng. Đấy. Cho nên là gì? Để mà xử lý được cái này nó nhẹ thì anh em nên phải gì? Rút cái này ra nhé. Rút cái lõi dây ga ra, cái dây hồi ra. Chứ anh em mà cắt xong anh em để nguyên thì nó không có tác dụng gì cả. Đấy, mình cũng đã nói ở cái video trước rồi. Anh em cũng đã xem. Anh em nào xem thì anh em cũng nắm được rồi, đúng không ạ? Còn anh em nào chưa xem thì cũng khi mà anh em làm thì anh em tốt nhất là cũng nên gì? Mình nên rút nó ra nhé. Chứ đừng để trong. Đấy. Bởi vì mình đã cắt rồi mà mình để trong thì thực chất nó cũng chả có cái tác dụng gì cả. Đấy. Thì tiện hôm nay mình lại xử lý con Ablet này. Đấy. Thì con này khi mà rút ra thì nó sẽ thừa độ dơ tay ga rất là lớn. Đấy thì tí nữa thì mình lại có cái phương pháp xử lý đấy rất là nhanh anh em nhé. Đấy. Bây giờ mình tháo cái ruột của nó ra đã. Đây anh em nhìn thấy này. Đấy. Anh em thợ trước đã cắt được dây đi rồi, nhưng anh em lại không tháo cái dây, cái ruột này ra. Đấy, gây nên tình trạng gì? Ma sát rất lớn và rất là bó dây. Đấy, này. Đấy, anh em nhìn chưa? Anh em bảo dài như thế này thì làm sao nó không tạo cái ma sát lớn được, đúng không ạ? Đấy. Mình xử lý cái kiểu hai dây ga này rất là nhiều rồi. Đấy. Đại đa phần những cái xe bây giờ là gần như là bị nặng rồi. Đấy. Cứ được khoảng cỡ 2-3 năm là bắt đầu trở nặng nhá anh em nhé. Anh em nhìn thấy nó dài như thế này cơ mà, đúng không ạ? Thì tại sao nó lại không có ma sát lớn được, đúng không? Đấy. Thì cái này mình cũng không bàn về vấn đề kỹ thuật là tại sao người ta làm hai dây ga hay một dây ga làm gì nhá. Mình chỉ nói về cái phương pháp xử lý để cho nó nhẹ tay ga ra nhá. Thế thôi. Đấy. Như mình nói ở cái video trước đây, anh em nào xem thì cũng biết rồi. Đấy, trước đây những cái con
PC Nhật, đấy, còn SH nhập khẩu của Italia thì người ta cũng chỉ có một dây ga, chứ người ta có hai dây ga đâu. Chỉ có thời gian về gần về đây người ta mới làm hai dây ga thôi. Đấy, và tình trạng của nó là gì? Mới đầu thì nhẹ, thế nhưng mà sau đó thì sẽ rất là nặng, đấy, rất là khó chịu. Mình đã tháo rất là nhiều ra rồi nhá. Đấy thì tình trạng này thì anh em cũng chả lạ gì. Nếu anh em sửa xe thì anh em sẽ gặp suốt. Đấy thì khi mà anh em đã cắt được cái dây ga ra rồi thì tốt nhất là đấy thì anh em nên gì? Tháo bỏ ruột luôn nhá, đừng để ruột ở trong. Bởi vì khi mình cắt rồi mình bỏ ruột, để ruột ở trong mình không lôi ra thì nó chả có tác dụng gì cả. Đấy, nó vẫn là cái một cái đoạn dây ma sát lớn như thế thì nó gây ra gì? Rất là nặng dây, đúng không ạ? Đấy. Nó không thoát tay ga. Đấy. Vậy thì mình đã xong. Đấy anh em thấy không nào? Khi mà mình đã bỏ cái được cái ruột của nó ra rồi nhá thì nó cực thoát tay ga luôn. Đấy, nó nhẹ hẳn đi. Đấy, thế nhưng mà nó sẽ xảy ra cái tình trạng là gì? Anh em nhìn này. Đấy, nó độ dơ tay ga là rất là lớn luôn. Đây này. Đấy. Đây này, rất là nhiều. Đấy, khi anh em vặn ở dưới đây nhá, cũng may ra thì có con xe là nó chỉnh cái độ chỉnh dây ga là vừa. Thế nhưng mà nhiều con xe, đấy, mình để ý là rơi cái vào cái dòng xe Vision này hoặc là Ablet này thì là nó lại hay bị khi mình chỉnh hết ra rồi nó vẫn không căng được dây ra, nó vẫn có độ trùng rất là lớn. Đấy thì anh em phải xử lý ở dưới nhá. Thì anh em vặn kịch cái này vào cho mình đã. Đấy. Đây nếu mà người ta vặn kịch rồi thì thôi. Đây này, nếu mà người ta vặn kịch cái chỗ tăng dây ga này thôi. Đấy còn anh ấy, khi mà người ta chưa vặn kịch nhá thì anh em vặn kịch vào cho mình để cho nó trùng hết ra nhá. Xong anh em tháo đây ra anh em kê cho mình như này. Đấy thì mình cũng làm rất nhiều rồi. Đấy. Đây. Mình cho gần vào đã để cho anh em nắm được nhá. Rồi anh em làm xe thì rồi anh em sẽ gặp suốt thôi nhá. Phải xử lý cái bệnh tay ga nặng cho khách hàng. Đấy, mình để thế này để cho anh em nắm được này. Đấy. Thế này là đủ độ gần rồi. Giờ mình tiến hành mình tháo nhá. Mình tháo ra và mình sẽ tiến hành mình kê lên thôi. Đây thì anh em muốn kê được thì anh em phải tháo cái dây cái ốc dưới ốc trên này ra trước đã. Đấy. Tháo ốc trên ra trước thì anh em mới tháo được con ốc dưới thì nó hơi vướng một chút. Mình để ý thì nó hay rơi vào dòng Ablet và Vision thì nó hay bị dài dây ga quá. Đấy. Thì anh em bắt buộc phải kê. Thì anh em phải tháo cái dây đằng trước ra đã, dây trên ra đã. Để cho nó thoáng cái bên dưới thì mình kê mới mình vặn ốc có dễ hơn. Đấy. Đấy, mình bỏ ra đã. Đấy, khi mà xong mình kê xong mình lại bắt lại đúng đúng nguyên bản luôn. Đấy, thì nó trông nó vẫn là đẹp dây, không sao cả. Bên trên cũng thế và bên dưới cũng vậy. Đấy, vẫn như là hai dây bình thường. Đấy, chẳng qua là mình rút lõi thôi. Đấy, anh em nới ra nhá, nó trùng ra như thế này. Đấy, xong rồi anh em lấy cái đây để mình thì mình hay làm như thế này thì anh em lấy cũng được, làm cái này cũng được. Để mình xem nào. Đây. Anh em lấy cái chổi than của xe Dream nhá. Đấy, chổi than. Đấy thì lấy cái chuôi đồng này, cái miếng đồng này, đấy anh em mới uốn chữ U vào cho mình, xong anh em mài đi nhá, mài nhỏ đi một chút, bởi vì nếu anh em để dày này thì anh em không thể cho được vào đâu, đấy, nó hơi bị kích một chút, nên anh em phải mài mỏng, à mài mài mài
mày 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 thấp cái chiều ngang này cho mình nhé. Đây này, mày thấp xuống tầm này là anh em lắp được nhé. Anh em uốn chữ U vào nhé. Đấy. Đây thì mình đã mài một cái rồi. Mình cứ mài sẵn. Đấy, lúc rỗi rãi mình cứ mài sẵn để mình làm cho nó nhanh. Đây anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, mình mài đi. Đấy, và mình uốn chữ U vào thì cái này bằng đồng nó cho xuống dưới nó chả gì được. Thì mình cứ tận dụng những cái mình bỏ ra để mình làm cái này được nhá. Mình cứ làm sẵn đi. Đấy, anh em nhìn chưa? Mình toàn làm thế này thôi nhá. Đấy, thì anh em cho vào đây cho mình. Đây, anh em kê vào dưới đây cho mình. Đấy, anh em, đấy, rơi mất rồi, thôi chết rồi. Đấy. Buổi tối mà đập rơi vào trong khe này đi tìm cũng chết. Đấy. Đấy, anh em đút vào khe này cho mình nhá. Đấy, nếu mà nó hãy còn hơi kích thì anh em vặn lên ra một chút nhá. Đây của mình nó hơi kích một tí. Đấy. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, hơi dít dít một tí, mình hơi đóng một tí là được, ok. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy nhá. Là nó sẽ kích cái chỗ này ra. Đấy, xong anh em vặn chặt vào nhá. Đấy, với những cái dòng dây mà anh em khi cắt ra mà nó bị bộ độ dơ tay ga quá lớn mà anh em không thể điều chỉnh được ốc, thì anh em bắt buộc anh em phải làm thế này, đúng không ạ? Đấy, và anh em cứ làm thế cho mình. Cứ uốn sẵn một hai cái chữ U. Đấy, lấy ở cái chuôi chổi than ra. Anh em làm nó bằng đồng, nó chả dí gì cả. Đấy, anh em thấy không? Vậy thì khi mình kê như thế này thì là nó sẽ căng dây ga ra một chút và mình điều chỉnh ốc nữa là được nhá. Đấy, còn cái này mình lại lắp vào đây bình thường thôi. Đấy, anh em lại vặn vào cho mình. Đấy. Những xe dòng hai dây ga thì nói đúng ra thì những cái con xe nào nó còn mới thì còn được, chứ còn khi mà nó đã cũ cũ đi khoảng cỡ 3-4 năm rồi thì anh em thấy là con nào nó cũng bị rít. Đấy, và bảo dưỡng xe thường mình làm luôn cho khách hàng. Đấy, khi mà khách hàng nhận xe xong bảo dưỡng rồi, đấy, khi sau khi bảo dưỡng đi nó nhẹ nhàng lắm nhá. Cái tay ga rất quan trọng, bởi vì nó lúc nào cũng phải vặn tay ga rồi, đã đi là phải sờ đến tay ga rồi. Đã đi là phải sờn tay ga, cho nên là cái tay ga và tay phanh là phải nhẹ. Đấy. Không thì nó đi nó rất là nặng nề, đấy, gây khó chịu cho khách hàng. Đấy. Thì anh em lưu ý nhá. Đấy, bây giờ mình tiến hành mình xử lý cái tăng này đây nữa là xong. Đấy, nó còn độ dơ đây anh em nhìn này. Đây, anh em nhìn này. Đấy, khi nhá, mình chưa cần tăng ở dưới đâu. Mình chưa cần tăng ở cái dây ga đâu nhá. Đấy, con ốc dưới này, đây này. Mình chưa thèm chỉnh đâu nhá. Đấy, thế nhưng mà anh em nhìn này, mình kê và mình khóa dưới là đã vừa luôn rồi. Đây này anh em nhìn. Đấy, đã vừa tuyệt vời luôn này. Đấy, chưa thèm điều chỉnh nhá. Còn nếu trường hợp nhá, anh em mà kê ở bên dưới này như mình rồi. Đấy, mà ở trên đây vẫn có độ dơ tay ga lớn nhá. Thì anh em điều chỉnh cái ốc này là vô tư rồi. Đấy, thì anh em điều chỉnh thoải mái rồi. Thì anh em sẽ điều chỉnh được nhá. Đấy, còn có trường hợp ví dụ như là nhà sản xuất người ta vặn cái chỗ này mà nó bị căng dây rồi, thì anh em nhớ vặn vào để cho trùng dây ra, thì anh em mới tiến hành kê ở dưới này nhé, để cho nó có khoảng trống nó dễ kê, đúng không ạ? Đấy, còn cái lấy cái đồ kê hoặc uốn như thế nào thì mình cũng đã hướng dẫn anh em rồi, đúng không ạ? Đấy, thì đấy, anh em nhìn thấy không, khi độ dơ tay ga lớn như thế mà mình chỉ kê một cái, mình khóa chặt ốc ở dưới thì là trên này đã vừa luôn rồi này. Đấy, anh em nhìn độ dơ nó phải có cái độ dơ tay ga một chút nhé, nếu không đi sẽ bị căng dây. Đấy, thì dây ga rất là nhẹ, anh em nhìn này, nhả tanh tách luôn này. Đấy. Này. Đấy. Tuyệt vời luôn. Đấy. Thì khách hàng đi, khách hàng sẽ nhàn người đi nhé. Đấy. Đặc biệt là anh em phải tháo cái được cái lõi ra. Đặc biệt là phải rút lõi ra. Đấy, không được để lõi trong, bởi vì khi anh em cắt dây mà anh em để lõi trong thì có thể nói nó không có một cái tác dụng gì cả nhé. Đấy. Thế còn đấy, như mình nói đấy, kê xong mà nó còn có cái độ dơ tay ga thì anh em điều chỉnh ốc là thành công nhé. Đấy, bởi vì mình đã kê đã khoảng một giây là mình đã để cho nó ngắn đi rồi. Đấy, cho nên là mình điều chỉnh ốc là tuyệt vời rồi. Đấy. Thì cái phương pháp làm thì nó chỉ có thế thôi. Đấy.
cái phương pháp làm mà mình thường xuyên mình phải làm thôi. Đấy, vì xe bảo dưỡng xong đấy, là giao cho khách hàng là đi nó phải nhẹ nhàng. Đấy, từ tay ga cho đến tay phanh. Đấy, tay phanh đĩa thì không nói làm gì, nhưng mà cái tay phanh dây đấy thì anh em thông đi cho nó nhẹ nhá. Đấy, vì hai cái điểm là gì? Tay ga và tay phanh là thường xuyên sử dụng liên tục. Đấy, cho nên là nó chỉ cần nặng thôi là sẽ gây gì khó chịu cho cái người điều khiển xe, đúng không ạ? Đấy, khi mà ta đã bảo dưỡng xong mà tay ga nhẹ khẽ nhích cái đi, đấy, nhẹ nhàng, đấy, tay ga tự hồi nhả tanh tách, khách hàng thấy bảo dưỡng xong rất là vô tư. Đấy, lần sau thì lại nhớ đến cửa hàng mình thôi, đúng không ạ? Đấy, thì con xe này thì mình còn xúc rửa kim phun điện tử nữa, rồi là làm các đường gió cho nó sạch sẽ. Đấy, thế nhưng mà tiện mình thấy mình tháo ra mình làm dây ga thì mình lại thấy là anh em cắt đi rồi nhưng anh em lại không rút lõi cho nên rất là nặng. Đấy, khách hàng cũng đã phản ánh với mình là xe này giờ đi nó nặng tay ga quá, thì tiện thì mình cũng quay lại để cho anh em nắm được thôi. Chứ còn thực chất để xử lý cái ban tay ga này thì nặng thì mình cũng đã có một cái video mình lên rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay là vì là tiện là con xe này là phải kê kích, đúng không ạ? Phải kê cái điểu mình lên. Đấy, thì mình hướng dẫn anh em, những anh em chưa biết thôi nhá, để mình phải kê như thế và lấy luôn cái chổi than hỏng đấy, anh em lấy cái đồng đấy anh em làm nhá, rất nhanh. Đấy, và cái đồng thì nó chả dí được rồi, đúng không ạ? Đấy, thì con này nó cũng chỉ có cái bệnh thế thôi, không có cái gì cả, thì nó chỉ là bảo dưỡng thông thường thôi. Đấy, mình cũng chỉ lưu ý anh em là làm cái tay ga cho nó nhẹ đấy, mà phương pháp làm của mình là như vậy. Đấy, thì anh em tham khảo nhé. Thì mình cũng lại xin kết thúc cái video này đây. Đấy, hẹn anh em ở những cái video tiếp theo mình có cái ban bệnh gì mà mình điều kiện mình quay lại được thì mình lại tiếp tục chia sẻ với anh em nhé. Đấy, thì mình cũng ở cuối video thì mình cũng thông tin là với những anh em chưa nắm được là mình cũng đã được làm đại lý cung cấp máy đọc lỗi Motocan rồi. Đấy, anh em nào mà có cần máy đọc lỗi nhé thì anh em cứ liên lạc với mình. Mình sẽ gửi cho anh em nhé. Đấy, chứng nhận mình được công ty đã cấp chứng nhận rồi. Đấy, là cung cấp các sản phẩm của bên DT ô tô. Đấy, đặc biệt là những cái dòng máy Motocan để phục vụ anh em trong việc chẩn đoán sửa chữa lỗi xe phun xăng điện tử nhé. Thì mình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ kênh của mình. Đấy, và anh em mua máy thì cứ điện đến số điện thoại của mình nhé. Một vài cái video trước đấy mình cũng cung cấp số điện thoại đấy nhé. Số điện thoại của mình là 0979 407 116. Anh em cứ gọi cho mình sẽ gọi lại và mình tư vấn máy cho nhé. Mình cũng xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.